người. Hôm trước thì mình có đăng cái video đi chợ đồ xì ở Đặng Văn Ngữ, thì có một bạn comment là bảo mình đi các hàng đồ xì ở Trần Quốc Hoàn. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem ở đây có gì nhá. Ok, let's go. Khu đồ xì hôm nay mà mình dẫn mọi người đi là nằm trên phố Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Ở đây thì các hàng bán đồ hàng thùng, đồ second hand thì nằm trải dài ở trên con phố này, và có rất là nhiều hàng để cho mọi người xem. Phố Trần Quốc Hoàn ra thì xung quanh đó phố Phan Văn Tường này, xong rồi các khu lân cận ở đấy thì cũng có rất nhiều những cái hàng đồ xì, tại vì ở đây rất là nhiều sinh viên, các học sinh sinh viên ý. Đó, đây mình có đi hết một dọc ở Trần Quốc Hoàn và một dọc ở Phan Văn Tường. Thì mình thấy là ở bên Phan Văn Tường thì những cái hàng đồ xì ở đấy thì thiên về những cái style bánh bèo này, xong rồi áo yếm, váy, váy liền các thứ nhiều hơn cho các bạn con gái nhiều hơn. Và ở bên đó thì cũng ít cửa hàng hơn, chỉ có lác đác 2-3 cửa hàng thôi. Nhưng mà nếu mọi người thích những cái mẫu quần áo như thế thì mọi người có thể qua đó xem. Đi xem một loạt các cửa hàng ở bên đó thì bây giờ mình sẽ sang phần chính của video ngày hôm nay, đấy là đồ xì, các hàng đồ xì ở dọc con phố Trần Quốc Hoàn. Đây là cái hàng mà mình thấy có vẻ lớn nhất ở trên phố này, và cũng có rất là nhiều mặt hàng như là váy này, xong rồi áo khoác này, rất là nhiều thứ ấy, và đa số là hàng của con gái. Mọi người cứ đi lùi về phía sau là cả một thiên đường đồ xì mở ra cho mọi người. Ở bên tay trái của mình thì là một dãy, nguyên một dãy đồ xì luôn, và nó liền kề nhau. Thì ở đây mọi người có thể gửi xe hoặc là mọi người để xe ở đâu đó, xong mọi người đi bộ để xem. Nhưng mà có một điều là ở đây tất cả các hàng này đều phải cởi giày. Cái hàng mình đang vào này là cái hàng chuyên về đồ jean, quần jean này, xong rồi áo jean này, xong rồi các thứ đều về jean, và có rất là nhiều mẫu cho mọi người chọn. Quần baggy này, xong rồi nhiều lắm. Và trong đấy thì ngoài những cái bộ đồ jean ra thì mọi người còn có thể mua váy hoặc là mua áo dạ. Bên cạnh thì vẫn là thiên về đồ con gái, nhưng mà ở đây thì lại có thêm cả áo phông nữa, thì các bạn nam cũng có thể qua đây để lựa áo phông. Mình thấy ở đây cũng có khá là nhiều áo phông. Hàng kế bên hàng này thì lại có cả guốc để cho các chị em lựa chọn. Hello mọi người, thì sáng nay mình có đi cái phố đồ xì ở Trần Quốc Hoàn theo yêu cầu của một bạn có comment ở cái video trước của mình, cái video mà mình đi chợ đồ xì ở Đông Tác, à nhầm, không phải, ở Đặng Văn Ngữ ấy. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói một số cảm nhận cũng như là nhận xét của mình về cái phố đồ xì ở Trần Quốc Hoàn này nhá. Đầu tiên, điều thứ nhất là ở đây mình thấy là đa số bán đồ cho các bạn nữ, con gái, hoặc là những tóm lại là cho phụ nữ. Đó. Điều thứ hai là hầu hết các cửa hàng ở đây thì bán theo style nữ tính Hàn Quốc, với cả trưởng thành một tí, kiểu của các mẹ hoặc các cô ra đây mua đó. Điều thứ ba đấy là có một cái này cũng nó không phải là cái bất lợi lớn gì lắm, nó cũng kiểu nho nhỏ thôi, nhưng mà điều thứ ba là các hàng thì nó không gần nhau hẳn, mà nó kiểu dàn đều ở trên phố với cả các phố lân cận quanh đấy. Chỉ có mỗi một đoạn là có nhiều hàng nó liền nhau thôi. Đó, thì nếu mà mọi người xem thì mọi người phải đi xe, chứ không kiểu gửi xe ở một chỗ xong rồi đi hết tất cả các hàng ở đấy được. Tại vì có hàng nó ở đầu phố, có hàng ở cuối phố ấy. Đó, còn điều thứ tư là ở đây thì bán, mình thấy là có hàng bán rẻ, có hàng bán đắt, nhưng mà hầu như là giá nó cao hơn ở hai cái chợ mình đã đi, và mặc cả cũng khó hơn nữa, mình nghĩ thế. Tại vì mình xem qua một số hàng ấy thì mình có hỏi giá thì mình cảm thấy là giá ở đấy cũng khá là mắc ấy. Đó. Nhưng mà bù lại thì điều thứ năm là ở đây thì hàng hóa hầu hết là được treo hết lên mắc, lên giá, và mọi người không phải đào bới gì cả, mọi người chỉ cần lần chọn thôi. Đó, và mình thấy là đồ đây thì người ta cũng khui kiện, kiểu cũng khui kiện nhưng mà không khui kiện thường xuyên như ở hai chợ kia. Đó. Còn điều thứ 7 là gì ta? À, ở điều thứ 7 là đồ nam rất là ít.
siêu ít thôi, đầu năm chỉ có áo phông thôi với cả áo khoác. Mùa này thì mình thấy vậy, còn mùa hè thì mình không biết. Đó, điều thứ 8 là, để mình nghĩ coi, điều thứ 8 là gì ta? Điều này thì chắc là bản thân mình thôi là mình không thích vậy, vì nó phải cởi giày. Hầu hết các hàng đấy đều phải cởi giày. Mà đó, đi lựa đồ mình ghét nhất là phải cởi giày. Về giày mình là hầu hết là giày buộc ấy. Đấy, nên là cứ phải tháo ra cởi vào nó rất là mệt. Đặc biệt là đi chợ, xong mình phải thử đồ các thứ nữa. Đó. Điều thứ 9, xem còn gì nữa không nào. Những cái style như này này, như mình mặc ấy, đấy, thì hầu như là không có. Chỉ có áo phông thôi, với cả quần jean, nhưng mà quần jean thì cũng ít lắm. Có mỗi một hàng là chuyên bán quần jean. Đó. Điều thứ 10, mình sẽ nói 10 điều cho nó trọn vẹn, cho tròn, kiểu làm tròn ấy. Là ưu điểm là ở đây không hề đông, kiểu mọi người không phải chen lấn ai cả. Kể cả mọi người có xem một hàng đấy nó có đồ đẹp đi hơn nữa thì ở đấy cũng rất là vắng, không đông đúc như kiểu ở hai chợ kia. Đó. Ok. Đó là những cái cảm nhận đầu tiên và một chút chủ quan, một chút khách quan từ mình với con phố đồ Si ở Trần Quốc Hoàn. Nếu mà mọi người ai đã đi rồi hoặc là mọi người thường xuyên mua ở đó thì mọi người hãy cho mình một cái địa chỉ bán đồ như này nếu mà có nhá. Hoặc là mọi người có thể comment những cái mà mọi người suy nghĩ về cái phố đồ Si Trần Quốc Hoàn đó. Hoặc là mọi người nếu mà có một cái chợ đồ Si khác thì hãy comment xuống để mình đi luôn nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Nếu mọi người thích thì hãy like và subscribe channel của mình, ấn cái chuông để lúc nào mà mình ra video mới thì mọi người sẽ nhận được thông báo ngay lập tức nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Love you. Mình vừa nhìn con chó nha mình.